Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Khi nào thì chúng ta được tức giận đây? Khi mà thử gõ cái cụm từ tức giận lên mạng đó, thì chúng ta sẽ nhận về được những cái kết quả như là làm thế nào để kiềm chế cơn nóng giận và 5 cách để mà loại bỏ cơn nóng giận. Chúng ta được tiếp nhận một cái góc nhìn đó là tức giận là một cảm xúc tiêu cực và là một thứ không nên có. Mình cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà cho đến khi mình quyết định soạn cái chủ đề ngày hôm nay á, khi mà tìm hiểu á, thì mình nhận thấy là thì ra mọi chuyện nó không có đơn giản như vậy. Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nha. Lý do mà mình soạn cái content ngày hôm nay á, thì nó có nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc sống lắm. Nhưng mà cái lần mình quyết định đặt bút ghi lại á, đó chính là cái lần trong lúc đang làm việc, đang công chứng hồ sơ, mà công chứng viên á, cứ quên ký tên ấy. Là cái quầy đóng tiền đóng dấu á, là nó ở trên lầu. Và mỗi lần như thế á, là mình cứ phải cầm đóng hồ sơ chạy xuống nhờ công chứng viên ký tên lại. Mình không ngại cái việc là chạy lên chạy xuống, nhưng mà mỗi lần đưa cho họ ký tên lại á, thì cái mặt họ cứ trơ trơ ra, cái mặt kiểu không thích đó. Lúc đó mình suy nghĩ là, hay là bây giờ mình quạo lên. Mình không quạo thì coi mình là một con mèo bệnh hả? Thường, thế hệ trước rất coi trọng từ nhẫn. Có một người bạn của mẹ mình từng bảo là bí quyết để thành công trong cuộc sống đó là từ nhẫn. Và đưa ra một cái ví dụ đó là khi mà bị sếp rầy la thì đừng có cãi lại sếp. Cứ cho sếp chửi đã đi. Chửi cho mỏi miệng rồi á. Thì lúc đó mới hỏi sếp là sếp chửi xong chưa? Chửi xong thì em về làm việc nha. Như vậy á, khi mà sếp bình tâm trở lại sẽ có một cái cách nhìn khác về bạn. Các bạn nghĩ sao về cái câu chuyện trên? Mình thấy là ok, cũng có lý. Nhất là cái câu chuyện trên được nói ra từ một vị tiền bối, một người có nhiều kinh nghiệm sống như vậy. Nhưng mà cũng từ cái giây phút đó mình lại có thêm một cái mâu thuẫn. Một cái thắc mắc cứ lớn lên trong lòng của mình, đó là ủa, vậy không lẽ lúc nào cũng phải nhẫn, lúc nào cũng phải nhịn, cho người khác đè đầu cưỡi cổ, chửi trên đầu trên cổ. Bao giờ thì được nổi giận đây? Vậy, mục đích mình làm cái video này là để khuyến khích người trẻ là cứ nổi giận lên, cứ quạo lên đi, cứ quậy banh lên hả? Hay sao? Lấy một ví dụ, đó là một bạn đang gặp chuyện ấm ức. Lúc này thì trong bạn đó sẽ nảy sinh ra một cái cảm xúc giận dữ. Mà do tính cách của bạn đó thì sẽ dẫn tới những cái cách hành xử khác nhau. Ví dụ như là một là sẽ tức giận là sẽ bùng nổ ngay. Cái thứ hai là tức giận tới run người luôn nhưng mà sẽ chọn là không dám bộc lộ ra bên ngoài. Mà về cứ ấm ức ngủ không được. Và cái thứ ba, cái thứ tư vân vân. Theo những gì mà mình chiêm nghiệm và tìm tòi đi nha, thì mình thấy là tức giận và bùng nổ nó không phải là một. Nhiều người cứ nghĩ là tức giận thì sẽ bùng nổ, sẽ quậy banh lên. Mình lại không cho là như vậy. Mình sẽ vẽ nó theo một cái sơ đồ. Tức giận là một cái trạng thái có quá trình đầu vào, là một cái cảm xúc bất như ý xảy ra trong cuộc đời. Ở giữa là cái cách ta xử lý với cái cảm xúc ấy. Và đầu ra, kết quả từ cái quá trình làm việc trong bộ máy thân tâm ý. Bạn hoàn toàn có thể cảm thấy tức giận khi mà bị xúc phạm, bị bất công hoặc là gặp một cái tình huống bất như ý. Tức giận nó là một cái cảm xúc cơ bản, là bản năng của tất cả chúng ta rồi. Ít nhất là tại cái thời điểm mình đang làm clip này. Cái quan trọng là cách chúng ta hành xử, xử lý với cái thứ cảm xúc này như thế nào. Mà trọng điểm chính là cái khúc ở giữa để mà cho ra cái thành phẩm cuối cùng. Mà mình cho rằng đó là tính cách, là độ tu dưỡng, tu học của một người. Cái khúc này thì mình cần phải nói rõ một tí. Đó là tu ở đây là không nhắm tới một cái tôn giáo bất kỳ nào đó. Tu ở đây chính là sửa. Sửa từ cái không tốt thành cái tốt.
Bạn để ý đi, có nhiều người khi mà họ tức giận á, thì họ không la làng ra sớm, họ không nhảy tưng tưng lên và đập đồ. Mà nhìn họ lúc này á, họ lại nghiêm nghị hơn, lời nói có phần sắt đá hơn và trông rất là ngầu, càng không bị cho là con mèo bệnh. Tức giận mà vẫn giữ được cái khôn á, ý mình muốn nói là như vậy. Giống như mình đang xếp hàng, ở trên á, thì đã xích lên rồi, nhích từ từ để ở dưới được nhờ. Thì đột nhiên ở giữa có một cái bà cô kia, tự nhiên không di chuyển nữa, ở trên thì cứ xích lên từ từ. Tới lúc tới cái khúc của cô á, thì cô đứng lại, chưa ra một cái khoảng trống quá trời luôn. Lúc này mình tức giận, trực tiếp bùng nổ, nói những lời khó nghe. Nhưng cũng là mình tức giận đó, nhưng mà trong cái quá trình mình hành xử, mình handle với cái thứ cảm xúc tức giận bên trong á, thì do cái ăn học nè, có đọc sách nè, có nghe podcast nè, thường thì mình sẽ không lên một cái clip nào để mà dành lời khen cho mình đâu, như vậy nó rất là kỳ. Nhưng mà ở đây thì mình có sao mình nói vậy, nói chung là có tu dưỡng á, thì lời nói ra nó sẽ có phần khiêm nhường, không lỗ mãng và có phần sắt đá hơn. Ngoài lại một tí là ví dụ là bạn nghe người có học chửi chưa? Mình nghe rồi, chửi mà thấm từng câu từng chữ dằm trong tim luôn á, dằm mấy tháng trời luôn á. Quay lại vấn đề đi ha, thì cái câu nói đó là: cô ơi, mình dồn lên đi ạ. Một cái câu nói đơn giản thôi. Thì lúc này người phụ nữ nghe được cái câu nói đó thì lập tức luống cuống dồn lên. À, thì ra là cô không phải là cô chống đối, cô không phối hợp, mà do cô có một cái vấn đề cá nhân nào đó mà bản thân mình không biết được. Này, có phải nếu mà trước đó mình giận dữ, mình trực tiếp bùng nổ, nói những lời khó nghe, thì khoan, bàn tới những cái ánh mắt phán xét của những người xung quanh đi, tập trung vào bản thân mình trước. Có phải là lúc lúc mà mình lỡ nói những cái lời khó nghe á, là có phải lúc này mình sẽ cảm thấy là không thể quay đầu, bị áy náy, bị ngại, bị sượng tại chỗ không? Ngồi đây mà suy nghĩ, có những người họ tức giận, họ handle không được với cái cảm xúc bên trong họ và họ trực tiếp bùng nổ. Còn bản thân thì khi mà tức giận lại ngồi xuống xem xét lại cái tình huống đó và sẽ nghĩ là bản thân là: ê, giờ nên quạo không? Tính ra là nó sẽ có nhiều góc độ, có người sẽ cho nó: trời sao hèn quá vậy. Nhưng mà bản thân mình thấy nha, thì đây cũng là một cái sự tiến bộ trong quá trình tu học chứ bộ, đúng không? Save the best for last. Đôi khi á mọi người, mình thích soạn content lắm. Tiêu chí để mình soạn một cái content thì nó có nhiều cái lắm. Trong đó có một cái đó là liên quan tới những cái khúc mắc trong cuộc sống của mình. Mình sẽ note lại để mình soạn. Và một điều thú vị là gì mọi người biết không? Đó là không biết cái content đó nó tới tay được bao nhiêu bạn và cũng giúp được bao nhiêu người. Nhưng mà trước mắt nó đã giúp được bản thân mình rồi. Khi mình soạn như vậy thì mình sắp xếp, mình có cơ hội để mình trải nghiệm, mình chiêm nghiệm lại, mình sắp xếp những cái dữ kiện cuộc sống đã xảy ra, những cái sự kiện trong cuộc sống để mà từ đó có một cái câu trả lời cho bản thân. Theo nhịp chảy của cuộc sống, ta cứ đi, ta cứ đi. Ta không có chủ trương ngồi lại để nghiệm. Có thể cái chìa khóa giải quyết vấn đề á, nó nằm lẫn với lại đất đá dưới đất, mà do ta cứ đi, ta không có để ý, ta không có thấy. Tới khi mà ta ngồi xuống, ta nghiệm rồi á, thì lúc ấy mới phát hiện ra là: à, thì ra cái chìa khóa nó ở dưới chân mình kìa, hoặc là nó cách đó vài mét kìa. Nó đó. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video của mình và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của mọi người nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.